kính thưa quý thầy cô và các quý các, vị các, 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 các đồng nghiệp, hôm nay theo sự phân công của ban tổ chức thì em xin trao đổi với chủ đề liên quan đến góc nhìn của các bác sĩ chuyên khoa hô hấp về nội soi can thiệp trong cái điều trị hẹp và khí quản. thì bài trình bày gồm có 5 phần. nội dung thứ nhất nó liên quan đến vấn đề các cái nội dung đại cương về hẹp và khí quản và các cái hẹp đường thở. Uh, trung tâm thì chúng ta thấy rằng là hẹp đường thở trung tâm là tình trạng tắc nghẽn của đường thở trung tâm bao gồm có khí quản và phế quản gốc uh, nguyên nhân là do bất thường về cấu trúc hoặc là chức năng có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra hẹp khí quản uh, và thường thì chúng ta thấy rằng là cái triệu chứng nó không đặc hiệu do vậy mà rất dễ bị bỏ qua hoặc là chẩn đoán nhầm và đã có rất nhiều trường hợp là điều trị bằng các nhiều phương pháp khác nhau uh, trước khi được chẩn đoán xác định là hẹp đường thở trung tâm uh, chúng ta thấy rằng là về phân loại thì người ta chia thành hai nhóm là nhóm hẹp đường thở là tăng nghẽn đường thở trung tâm do căn nguyên là lành tính và cái nhóm thứ hai là ác tính nhóm nguyên nhân lành tính thì ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là sẽ gặp uh, chủ yếu là do đặt nội khí quản hoặc là mở khí quản cái nhóm thứ hai đó là do sau lao nội phế quản Đấy. một số trường hợp thì do chấn thương chấn thương thì uh, gần đây nhất thì chúng tôi gặp một trường hợp đó là bị cái dây uh, dây dây uh, cáp cắt chẳng gọi là cắt ngang qua khí quản thì đấy là những trường hợp mà mà chúng ta có thể gặp trên thành lâm sạc hẹp đường thở trung tâm là do nguyên nhân lành tính thế còn nguyên nhân ác tính thì chúng tôi gặp là do các cái khối ung thư ở khí quản xâm lấn vào trong lòng khí quản hoặc là các cái trường hợp ung thư thực quản đè ép và xâm lấn vào thực quản và khí quản của bệnh nhân các cái trường hợp bệnh nhân mà hẹp thanh khí quản thì sao thì chúng ta thấy rằng là đây là cái nhóm mà khá là phổ biến thì chút nữa chúng ta sẽ xem và cũng như là nghe cái góc nhìn của các thầy thuốc tài Mỹ Họng về vấn đề hẹp thanh khí quản thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với các cái trường hợp bệnh nhân mà đặt nội khí quản phải thở máy chẳng hạn chúng ta thấy trong quá trình mà mà điều trị thì có thể chúng ta bơm cớp mà quá là 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 cả là căng và vì vậy nó đè ép vào xung quanh như vùng như thế này và chính vì cái đè ép này nó sẽ làm cho thiếu máu và cuối cùng nó xơ hóa và gây cái sẹo hẹp hoặc là cái đầu của cái ống nội khí quản này nó sẽ thể nó chọc vào trong cái niềm mạc của đường thở và khi chọc như vậy thì nó có thể nó phát triển các tổ chức hạt và gây hẹp đường thở à, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà mở khí quản thì chúng ta sẽ thấy các cái nó có thể nó gây ra tổn thương cái sụn cũng như là cái việc bơm cớp cũng như là cái đầu của cái bộ bóng mở khí quản nó có thể nó kích thích làm phát triển các tổ chức hạt thì đấy là các nguyên nhân mà có thể gây hẹp cái đường thở ở vị trí cao thanh khí quản mà có liên quan đến đặt nội quản hoặc là mở khí quản vấn đề chẩn đoán hẹp khí quản thì sao thì chúng ta thấy rằng là như phần đầu tôi đã đề cập thì thường là bị chẩn đoán nhầm và điều trị nhầm. Và chúng tôi gặp chủ yếu là được chẩn đoán là hen hoặc là thậm chí là COPD. Và bệnh nhân đã được cho các cái thuốc xịt thuốc hít có khi kéo dài vài tháng hoặc là vài năm. Sau đó thì mới được chẩn đoán xác định. Thì chúng ta thấy rằng cái việc này nó cũng khá là phổ biến ở rất nhiều quốc gia trên trên thế giới khi mà chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ chẩn đoán khá là phổ biến và có một cái thực tại đó là hầu hết bệnh nhân thì thường là không có cảm thấy cái triệu chứng khó thở và cho đến khi mà người ta có cảm nhận khó thở thì cái đường thở trung tâm của bệnh nhân đã bị tắc nghẽn khoảng 50% và đo cái chức năng phổi thì FV1 lúc này chỉ còn khoảng 50% so với giá trị bình thường của người dự đoán. Thế và khi mà cái cái dòng khí đi qua cái vị trí đó hẹp như vậy thì nó sẽ cho cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? nó giống như đi qua cái vị trí của dây thanh. Nếu như bệnh nhân hẹp đến 70% đường thở thì lúc này bệnh nhân sẽ có cái dấu hiệu là khó thở ngay kể cả khi nghỉ ngơi, đó là cái cái giai đoạn nó sẽ muộn hơn rất là nhiều rồi và hẹp rất nặng. Có những trường hợp đến viện khi mà chúng ta thấy cái ống nội soi phế quản ống kích thước rất nhỏ như vậy mà chúng tôi còn không đưa đi qua được cái vị trí hẹp về cái đặc điểm hình thái của hẹp khí quản thì chúng ta thấy rằng là người ta chia hai loại đó là hẹp đơn giản sẽ là hẹp đơn giản thế và cái thứ hai là hẹp phức tạp thế thì khi mà gọi là hẹp đơn giản khi nào chúng ta hình dung đây là cái cái hình vẽ mô tả cái khí quản cũng như là cái đặc điểm với tổn thương hẹp của bệnh nhân chúng ta thấy đối với hẹp đơn giản thì nó chủ yếu nó xảy ra ở phần màng đúng không? hẹp dạng màng và nó giống như cái đồng hồ cát xem nhìn nó giống như cái đồng hồ cát vậy. Và cái trên cái đoạn nó kích thước nó dưới 1 cm để được coi và đơn giản. Và nó không có tổn thương sụn khí quản đi kèm. Thì được coi đây là, là hẹp đơn giản. Thế còn nếu mà những trường hợp mà các cái tổn thương này ngoài cái tổn thương mà màng ra thì nó tổn thương cả vùng sụn chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? là nó sẽ đây là thuộc cái dạng hẹp phức tạp hoặc là cái đoạn dài này đoạn hẹp này nó kéo dài trên một cm thì được coi là hẹp phức tạp nó liên quan đến cấu trúc của cái thành của khí quản cũng như là nó có cái hiện tượng nó Malaysia tức là nhũn nhuyễn sụn khí phế quản kèm theo thì được coi đấy là hẹp phức tạp về tiếp cận chẩn đoán cái nguyên nhân hẹp khí quản tiếp cận chẩn đoán hẹp khí quản thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ dựa vào triệu chứng lâm sàng nhưng cũng xin nhắc với đồng nghiệp đó là triệu chứng lâm sàng thường là không đặc hiệu và rất dễ là bị bỏ qua và cũng như là nhầm với những nhiều bệnh khác nhau à, bệnh nhân có ba cái dấu hiệu triệu chứng thường gặp đó là ho thường là ho khan Nên bên cạnh đó thì bệnh nhân sẽ có tiếng thở zip đo uh, uh, tiếng thở đo khi mà hẹp ở vị trí sát với gần với 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 thanh quản thế còn tiếng uh, thấp hơn một chút hoặc là bên phía quản gốc phải hoặc phía quản gốc trái chúng ta sẽ nghe tiếng quỳ rinh tiếng thở suy đo tiếng thở huy ấy, thì nó rất dễ nhầm với tiếng gian rít và gian ngáy do vậy mà các đồng nghiệp uh, hết sức là lưu ý à, nếu chúng ta thấy nó khu trú và cái âm sắc trong thì hít vào nó nó cao hơn so với lại uh, thì thở ra ấy, thì đó là tiếng thở suy đo và tiếng thở huy dinh chứ nó không phải là gì ạ dạ, tiếng gian rít gian ngáy các cái thăm dò cận lâm sàng thì chúng ta làm được cái gì cho bệnh nhân thì đơn giản nhất là chúng ta sẽ đo cái hô hấp ký và thông thường khi mà đo hấp ký thì nó sẽ có hình ảnh cắt cụt nó cắt cụt ở phía trên khi mà chúng ta thấy là hẹp ở phía diện ở phía trong lồng ngực hẹp khí quản hẹp đường thở ở phía trong lồng ngực thế còn nếu nó cắt cụt ở phía dưới thì nguyên nhân thường là do hẹp khí quản ở phía phía ngoài so với lồng ngực thế thì đây là cái biểu đồ cái lưu lượng thể tích ở các trường hợp mà đường cong biểu diễn lưu lượng thể tích của các trường hợp bệnh nhân hẹp khí quản và nếu như có tắc nghẽn như thế này thì các đồng nghiệp lưu ý là phải chẩn đoán là hẹp mà đường thở trung tâm đúng không chứ không chẩn đoán là cvd và nếu như mà chúng ta chẩn đoán nhầm thì là sẽ dẫn đến là cái phác đồ điều trị nhầm cho bệnh nhân Thứ hai chúng ta cho chụp các lớp vi tính Chụp các lớp vi tính thì chúng ta nên để ý Sẽ thấy cái đường thở của bệnh nhân Bị hẹp rất là nhiều So với đường thở bình thường Và chúng ta dựng cái, 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 cái Mặt cắt khác đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? À, cái vị trí của đường thở, vị trí của khí quản nó bị hẹp rất là nhiều ở đây. À, chúng ta có thể tiến hành nội soi phế quản ảo được à, với cái à, phần mềm của trên các lớp vi tính chúng ta có thể hoàn toàn nội soi phế quản ảo được và xác định được cái vị trí hẹp cũng như là tiến hành nội soi phế quản mà, mà mà bằng cái nội soi phế quản ống mềm à, để xác định vị trí hẹp. Ví dụ như vị trí này chúng ta thấy qua cái à, dây thanh hai bên ấy, chúng ta đã nhìn thấy cái vị trí hẹp của được khí quản ở ngay phía dưới của dây thanh về phân loại hạng hẹp khí quản chúng ta thấy rằng là gì người ta chia ra cái mức độ hẹp và chỉ vị trí hẹp như sau à, chúng ta sẽ thấy rằng là hẹp 1 phần 3 trên hẹp 1 phần 3 giữa hay là 1 phần 3 dưới hay là hẹp phía quản gốc bên phải, phía quản gốc bên trái và người ta sẽ chia ra thành các cái mức độ hẹp khác nhau từ mức độ không hẹp cho đến mức độ hẹp hoàn toàn chúng ta sẽ thấy rằng là không hẹp nếu như mà soi phía quản hoàn toàn bình thường thế còn độ 1 khi mà hẹp khoảng 25% độ 2 khoảng 50% độ 3 là 75% độ 4 là 90% và độ 5 tức là hẹp mà toàn bộ cái đường thở Thế thì đây là cái mức độ hẹp và vị trí hẹp và khi mà nội soi phế quản thì xin các đồng nghiệp lưu ý chúng ta sẽ phân loại cũng như là định định danh các cái tổn thương vị trí hẹp dựa theo cái phân loại của Freitag và cộng sự đăng trên tạp chí của hấp châu Âu năm 2007 thì đây là cái phân loại mà chúng tôi vẫn áp dụng tại Bình viện Mai. À, tương tự như vậy thì đối với phế quản cốc bên phải, phế quản cốc bên trái chúng ta cũng có cách phân loại tương tự như vậy về đặc tính của hẹp khí quản hẹp đường thở trung tâm về hẹp về hình thái đấy chúng ta xem xem là đây là hẹp gọi là hẹp chức năng hay là hẹp cấu trúc hay là hẹp chức năng thì người ta sẽ chia ra thành rất nhiều các cái tiếp tổn thương khác nhau ví dụ như là tiếp một tức là các cái tổn thương mà chúng ta thấy là gì ạ à, nó xâm lấn vào trong lòng phía lòng khí quản đường thở thế còn tiếp hai khi mà gì ạ à, nó đè ép từ ngoài vào đúng không tip 3 thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? À, à, bên cạnh cái việc mà nó 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 có thể nó gây ra các cái tổn thương uh, uh, nó nó xoắn vặn à, khác nhau thì đấy là những cái tổn thương được xếp vào tip 3. Thế còn tip 4 tức là khi mà chúng ta xếp vào cái dạng sẹo hẹp thì đấy là về về đánh giá về hẹp cấu trúc. Thế còn hẹp chức năng thì chúng ta sẽ thấy rằng là À, Tip một khi mà chúng ta sẽ thấy là có cả các cái tổn thương sụn à, kèm theo và kèm theo nữa là cái nguyễn sụn khi phế quản. À, cái tiếp hai tức là hẹp ở màng mềm khi mà chúng ta thấy là cái màng mềm của bệnh nhân này à, phía sau đấy nó sẽ gì ạ à, nó sẽ phập phồng theo nhịp thở và nó sẽ gây hẹp. Thì đấy là cái phân loại về cái à, hẹp đường thở trung tâm chức năng. À, chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo Vậy thì xử trí hẹp khí quản theo các khuyến cáo quốc tế thì như thế nào thì chúng ta biết rằng là đối với các sẹo hẹp phía quản ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có các cái giải pháp ví dụ như là về phẫu thuật hoặc là ví dụ như nội soi can thiệp thì có những cái quan điểm thì ủng hộ có những quan điểm thì phản đối về cái nội soi mà chúng ta có thể là tạo về cái phẫu thuật tạo hình khí phế quản này hoặc là đốt điện đông này hoặc là chúng ta gì ạ đặt stent thì đối với tạo hình phẫu thuật tạo hình khí quản chúng ta thấy rằng là À, quan điểm ủng hộ cho rằng là khi mà chúng ta tiến hành phẫu thuật như vậy thì nó sẽ chỉ giải quyết cái chỗ tổn thương hẹp ấy thôi mà nó 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 không ảnh hưởng đến các cái niêm mạc cũng như là cấu trúc khác à, thứ hai nữa là nó sẽ ít có nguy cơ mà tạo thành các tổ chức hạt à, à, sau khi mà mà phẫu thuật xong thế nhưng quan điểm phản đối thì cho rằng là khi mà chúng ta phẫu thuật như vậy thì vô hình chung chúng ta sẽ làm chấn thương các cái cấu trúc của đường thở và thậm chí là có thể là gây các cái biến chứng về tràn khí màng phổi. Về điện đông cao tần thì sao thì chúng ta thấy rằng quan điểm ủng hộ cho rằng là nó sẽ phù hợp cho cái việc mà chúng ta giải quyết các cái tổn thương nó sẹo đồng thời là đặc biệt là các cái tổn thương sẹo ở dạng màng thì chúng ta thấy rằng là điện đông sẽ giải quyết rất là đơn giản tuy nhiên thì các quan điểm phản đối thì cho rằng là khi mà chúng ta nội soi điện đông ý, thì nó có thể nó gây chảy máu, nó có thể nó gây thủng đường thở, nó cũng có thể là gây cháy trong đường cháy khi mà chúng ta thấy là vừa đốt điện đông mà lại chúng ta lại tiếp tục vẫn cho thở oxy chẳng hạn. Thế còn đặt stent đường thở thì quan điểm ủng hộ cho rằng là chúng ta sẽ giải quyết luôn được cái triệu chứng khó thở của bệnh nhân. Thế còn các quan điểm phản đối thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ phụ thuộc vào từng cái loại stent thì đặc biệt là đối với stent mà kim loại ấy, thì nó có thể nó tạo thành các cái tổ chức hạt ở trong đường thở. Thế còn các stent silicon thì chúng ta thấy là thường là nó sẽ không có nguy cơ tạo thành các tổ chức hạt. OK. Vậy thì với cái quan điểm của nội soi can thiệp thì sao? Thì chúng ta thấy rằng đây là cái hệ thống nội soi à, tại Trung tâm hội viện Mai thì chúng tôi à, có các cái hệ thống nội soi ống cứng, hệ thống nội soi ống mềm, có các cái hệ thống bóng nong, à, hệ thống để mà có thể đặt được stent cho bệnh nhân, rồi các cái hệ thống à, à, đốt điện để mà qua đó thì chúng ta có thể giải phóng được cái tắc nghẽn đường thở và và chúng tôi cũng sẽ tiến hành nong bằng cái ống cứng khi mà chúng ta thấy là dùng các cái kích thước ống cứng ở các cái cấp độ khác nhau thì chúng ta sẽ thấy là dần dần tăng dần kích thước thì chúng ta sẽ giải quyết được cái à, tình trạng hẹp đường thở cho bệnh nhân. À, đó là các cái khuyến cáo về xử trí sẹo hẹp khí quản. Vậy chúng ta sẽ đến các ca lâm sàng à, mà rất là thú vị à, có rất nhiều các cái tình huống mà chúng tôi à, muốn chia sẻ với các đồng nghiệp ở đây. À, trường hợp thứ nhất đây là trường hợp bệnh nhân nam 43 tuổi nhập viện tại bệnh viện Đinh Mai vì khó thở bệnh nhân này thì bị tai nạn xe máy cách đây hai tháng sau tai cách về ngày viện hai tháng sau tai nạn thì bệnh nhân hôn mê và phải thở máy kéo dài thời gian thở máy kéo dài là trên một tháng và để lại cái di chứng là giảm khả năng vận động nằm một chỗ và phụ thuộc người chăm sóc trước khi nhập viện 4 ngày thì bệnh nhân có khó thở thở nhanh kèm theo thở khó khè vùng cổ và đau ngực thì không rõ không có sốt không có nôn không có buồn nôn vân vân và khi nhập viện thì bệnh nhân tỉnh Glasgow khoảng 13 điểm khó thở đỡ tức ngực và chúng ta cũng thấy rằng là nó sẽ không có cái biểu hiện về bất thường khác khi mà chụp các lớp vi tính thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có cái hiện tượng là hẹp và khí quản ở 1 phần 3 trên và mức độ được đánh giá là mức độ nặng thì bệnh nhân này thì khi chúng tôi tiến hành nội soi phế quản thì nó có cái tổn thương là hẹp dạng màng ngay dưới dây thanh môn và cách dây thanh khoảng 3cm và ống soi thì không đi qua được. Thì trường hợp này thì chúng tôi sẽ đã tiến hành là nội soi phế quản và đốt điện đông cao tần. Chúng tôi sử dụng cái sông đốt điện ống mềm đấy. Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, tại cái vị trí màng nó giống như hẹp kiểu đồng hồ cát ấy. Thì chúng tôi tiến hành đốt điện đông. Thì khi mà đốt điện đông xong như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? À, nó sẽ cắt đứt cái cái đường sơ cái đường vòng sơ uh, của bệnh nhân sau khi mà cắt đứt cái vòng sơ rồi đấy thì chúng tôi tiến hành là nong cái đường thở bằng bóng thì khi mà uh, cắt được cái cái vòng giải sơ rồi đấy thì chúng tôi dùng bóng nong uh, khí quản chuyên dụng và chúng tôi tiến hành nong thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ à, cái đường thở của bệnh nhân sẽ được uh, uh, phục hồi và cái cái sau khi mà mà nong xong đấy thì chúng ta sẽ thấy cái đường thở của bệnh nhân lúc này chúng ta sẽ thấy là thông thoáng và ống soi lúc này đi qua được rất là đơn giản rất dễ dàng trong khi đó trước đó thì chúng ta thấy rằng là gì ống soi không thể đi qua được chúng ta cùng xem lại đúng không ống soi đi qua cái vị trí hẹp rất là đơn giản rất là dễ dàng và cái khẩu kính của nó đã gần như là 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 gần như là bình thường đúng không ạ thì đây là cái trường hợp mà hẹp đơn giản hẹp dạng màng và chúng tôi tiến hành là nội soi đốt điện đông để mà cắt đứt cái vòng sơ sau đó thì dùng cái bóng nong là khí quản để chúng tôi nong và sau đó thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ đường thở của bệnh nhân được phục hồi đây là trường hợp lâm sàng thứ hai bệnh nhân nam 57 tuổi và viện ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bình Đình Mai do khó thở khó khè và từ cách đêm 3 tuần bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa ICU trong 2 tháng đặt nội khí quản 2 lần và thở máy trong 11 ngày à, Bệnh nhân à, sau 3 tuần à, xuất viện ấy, Thì bệnh nhân có ho, có khó khè, có khó thở Khi găng sức, và không khẳng đầm, không có sốt, không có đau ngực gì cả Khám thì bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo à, Có rít à, ở thanh quản Và không à, phát hiện các cái bất thường khác à, Chụp các lớp vi tính lồng ngực Thì chúng ta thấy rằng là các cái vị trí hèm Đã được bộc lộ rõ trên phim à, à, Các lớp vi tính lồng ngực Đúng không ạ? À, chúng ta thấy rằng là cái vị trí hẹp ở uh, 1 phần ba trên và hẹp uh, rất là gì ạ uh, rất là nhiều uh, hẹp rất là nặng <laughs> khi mà nội soi phế quản thì chúng tôi thấy rằng là đây là cái trường hợp hẹp dạng màng và nó cắt cách dây thanh nó khoảng độ 3 cm thì chúng ta cùng xem xem là với cái tổn thương như vậy thì uh, uh, cái 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 đốt điện đông có giải quyết được không thì chúng tôi cũng dùng cái sông đốt điện ống ống mềm để chúng tôi tiến hành đốt vào một cái vị trí để cái vai trò quan trọng nhất là cắt đứt cái vòng sơ và cũng xin chia sẻ với các đồng nghiệp là tuyệt đối không đốt toàn bộ chu vi của đường thở vì đốt toàn bộ chu vi của đường thở thì cái sẹo hẹp nó lại co lại và nó hẹp thậm chí hẹp hơn so với lúc chưa đốt Thế do đó mà chúng ta thấy rằng là chỉ chúng tôi sẽ đốt theo hình nan hoa hoặc là thậm chí là chỉ đốt một vị trí thôi. Thế sau đó thì chúng tôi tiến hành nong bóng và sẽ giải quyết được. Chứ còn chúng ta không nên là đốt toàn bộ chu vi cái vị trí hẹp, đốt toàn bộ chu vi cái vị trí hẹp. Sau khi đốt xong thì nó sẽ co lại và nó hẹp và nặng hơn so với lúc chưa đốt. Thế sau khi mà đốt điện đông xong, đốt điện đông cao tần xong thì chúng tôi tiến hành nong cái cái vị trí hẹp bằng bóng chúng ta cùng xem là là cái sau khi bóng nong khí quản xong đấy thì cái kết quả nó như thế nào thì sau khi bơm áp lực xong chúng ta để uh, thời gian khoảng độ tầm uh, vài chục giây đấy chúng ta sẽ xả ra uh, có thể tiến hành một vài cái session như vậy sau đó thì chúng ta nội soi đánh giá lại thì đây sau khi uh, nong xong đấy thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ à, đường thở của bệnh nhân hoàn toàn là thông thoáng cũng xoay đi qua được rất dễ dàng đúng không thế và những cái đường giải sơ ấy, nó đã bị đã bị cắt ra, cắt đứt ra thế do đó mà nó sẽ không có cái nguy cơ nó nó, nó, nó co họ hẹp lại nó tái hẹp lại trở lại trở lại nữa thì đấy là đối với trường hợp mà mà đơn giản à, chúng ta sẽ đến ca lâm sàng thứ ba đây là một cái trường hợp một bệnh nhân uh, nam 16 tuổi vào viện vì khó thở Bệnh nhân này 6 tháng trước thì bị tai nạn, chấn thương phải thở máy 2 tuần và phải mở khí quản. Chúng ta nhìn nhìn trên phim các lợi, trên X quang chúng ta vẫn thấy cái hình ảnh cái cái ống mở khí quản ở đây. Tuy nhiên là gì ạ? À, khi mà hẹp à, cắt lỡ hẹp và khí quản ấy, à, trên phim các lớp vi tính ngực ấy, thì người ta phát hiện là gì ạ? Phía trên của cái canulin mở khí quản đó lại tiếp tục hẹp. Và chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là bệnh nhân không nói được và chúng tôi cũng đã hội trần đa chuyên khoa bác sĩ tai mũi họng bác sĩ phẫu thuật đồng ngực à, tuy nhiên là gì ạ à, tại thời điểm đấy thì bác sĩ tai mũi họng nói là không thể can thiệp được tức là rút cái mở khí quản ra đi chăng nữa thì bệnh nhân cũng sẽ không nói được và 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 nó sẽ không giải quyết được triệt uh, uh, để cho bệnh nhân và hội trần toàn viện thì lúc đó thì hội đồng quyết định là, là phẫu thuật để giải quyết cái hẹp khí quản cho bệnh nhân một cách triệt để À, với cái trên phim uh, x-quang như vậy ấy, thì chúng ta biết rằng là uh, nó sẽ rất khó để mà có thể xác định được uh, các cái mức độ thế và hội đồng thì đã quyết định là sẽ phẫu thuật uh, cắt nối khí quản tận tận thì đây là cái hình ảnh phẫu thuật mà do các bác sĩ phẫu thuật lồng ngực uh, tiến hành phẫu thuật chúng ta biết rằng là gì ạ bộc lộ ra đúng không bộc lộ cái khí quản của bệnh nhân ra sau đó thì tiến hành cắt phẫu tích cắt và đây là khi khi cái, cái đoạn quản sau khi cắt ra và vì chúng ta biết rằng là vì đã cắt đi một đoạn khí quản cho nên là bệnh nhân sẽ phải gì ạ phải uh, nối cái cầm vào với xương ức để làm sao mà tránh cho cái cái việc mà bệnh nhân quên người ta có thể ngửa cổ ngửa cổ như vậy thì nó sẽ có thể nó gây rách khí quản do đó mà cao sĩ uh, phẫu thuật viên đã phải khâu cái cầm của bệnh nhân vào xương ức để làm sao mà để bệnh nhân thích nghi dần dần từ từ thì nếu bệnh nhân quên người ta ngửa cổ như bình thường ấy, nó có thể nó gây rách khí quản Thế tuy nhiên cái điều không may đã xảy ra bệnh nhân này sau phẫu thuật thì tiếp tục khó thở trở lại và chúng tôi soi phế quản thì phát hiện ra là nó là cái, cái 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 khí quản của bệnh nhân lại tiếp tục hẹp hẹp tại cái chỗ nối thì đây là cái trường hợp mà rất là 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 đặc biệt chúng ta hình dung là đây là cái ống soi cứng bình thường là cái đoạn trên ấy là ống soi cứng vào rất là rất là bình thường Thế nhưng mà đến cái chỗ hẹp đúng cái chỗ miệng nối đây thì nó hẹp và hẹp khá là nhiều. À, nó cũng phù hợp với cái 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 trên cái các lớp vi tính khi mà chúng tôi chụp lại thì cũng có cái hẹp tại cái chỗ nối, hẹp cái miệng nối sau phẫu thuật cắt nối khí quản tận tận. Thế thì trường hợp này như thế nào thì chúng tôi đã hội trần toàn viện lại và quyết định là sẽ tiến hành nội soi phế quản can thiệp nong bóng bóng và đặt stent. ở đây là hình ảnh và xin mời quý vị xem. À, sau khi mà chúng tôi à, à, tiến hành à, nong cái đường thở cho bệnh nhân rộng ra và tiến hành đặt stent cho bệnh nhân thì đấy cái hình ảnh như vậy. Và đây là cái trường hợp mà khi mà nội soi cứng ấy, thì quý vị biết rằng là à, chúng tôi phải kéo cái cái cổ bệnh nhân ngửa ra để mà đặt cái ống cứng làm sao cho nó 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 có thể đặt giữ stent. Thế thì trong khi đó thì bệnh nhân cũng mới cắt cái một đoạn khí quản đi rồi, cho nên chúng ta thấy rằng cái động tác nó phải hết sức là là nhẹ nhàng. À, tôi nhớ là lúc đó làm nên là tôi phải rất là cẩn trọng bởi vì nếu không ý, chúng ta kéo tối đa như bình thường có thể nó nó rách cái chỗ chỗ nối, rách cái chỗ miệng nối. Bởi vì là bệnh nhân này mới can thiệp được trong vòng có có một tháng. Thế thì xuất hiện khó thở trở lại, cho nên chúng tôi phải tiến hành À, nội soi can thiệp và đặt à, lại stent cho bệnh nhân là kết quả rất là tốt. À, chúng ta sẽ đến cái ca lâm sàng thứ tư đây là trường hợp bệnh nhân nam 36 tuổi bệnh nhân này bị tai nạn giao thông ở Việt Nam thì cái tỷ lệ tai nạn giao thông rất là nhiều. Và nên chúng ta thấy là cách đây 4 năm trong đó quá trình điều trị phải đặt nội quản phải mở khí quản và sau khi mà, mà mở khí quản và đặt nội quản mở khí quản xong ấy thì bệnh nhân bị hẹp khí quản và người ta phải tiến hành một cái phẫu thuật rất là là nặng nề vì cái bệnh viện đó là chưa tiến hành được đặt stent qua qua lỗ xoay ống cứng, thế cho nên là phẫu thuật viên phải rạch cái khí quản ra và nhét cái stent lưới vào trong lòng khí quản của bệnh nhân, sau đó thì lại lại đóng lại, thế thì cái phẫu thuật đấy thì thực sự là hết sức là nặng nề cho bệnh nhân. Thế sau sau khi mà đặt stent mổ đặt stent xong đấy thì cái stent này nó bị di, di chuyển di chuyển rất nhiều lần và bệnh nhân phải mổ lại lần thứ hai để mà khâu cố định stent vào khí quản và chính phẫu thuật viên thực hiện đấy thì chúng tôi cũng có trao đổi thì tức là gì ạ à? người ta phải mở ra và khâu đính stent vào thành khí quản thế thì trong vòng một năm ấy, thì bệnh nhân có nhiều đợt khó thở kèm theo tiếng thở rít khò khè chụp các lớp vi tính ngực nội soi phế quản thì thấy nó hẹp khí quản ở dưới cái đoạn stent kim loại và được chuyển đến bệnh viện bình, bình Mai thì đây là cái phim các lớp vi tính thì chúng ta thấy là gì ạ có vẻ như là cái stent kim loại này lưới này nó cái khẩu kính của nó không đủ À, thế cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ cái khẩu kính của nó nhỏ hơn so với đường thở thứ hai là dưới cái đoạn dưới sten ấy nó lại lại hẹp tiếp và đây có thể là cái tổ chức hạt ở dưới cái sten nó nhiều thế và khi mà chúng tôi soi phế quản lên ấy, thì quả thực là là hết sức là là là, là từ, gọi là là hết sức ngỡ ngàng khi mà cái tổn thương nó rất là nhiều ở đây thì các đồng nghiệp lưu ý là gì ạ là rất nhiều tổ chức hạt nó mọc nó nó xùi nó gần như là kín toàn bộ cái cái lòng của đường thở của bệnh nhân ở dưới cái cái vị trí của stent để chúng ta thấy rằng là gì ạ? nhìn cái đường thở của bệnh nhân rất là tăng thương đúng không? Tổ chức hạt nó sùi nó gây tắc nghẽn gần như là hoàn toàn cái lòng đường thở của bệnh nhân, nhìn rất là thằng tăng thương. Thế và bệnh nhân này thì chúng tôi đã phải hội trần lại với đúng cái phẫu thuật viên mà đã đặt stent lưới qua cái đường rạch khí quản cho bệnh nhân. Tại vì sao? Vì chúng tôi không thể nào mà rút stent lưới theo cái đường thông thường được. Bởi vì thông thường thì chúng tôi có thể là rút stent qua cái nội soi ống cứng. Nhưng vì phẫu thuật viên này đã dùng cái chỉ khâu cái stent lưới này vào thành khí quản để chống di lệch cho nên là không thể nào tiến hành rút stent qua cái ống cứng được, mà chúng tôi phải mời đúng đồng chí phẫu thuật viên đó đến để rạch cái đường thở ra và rút cái stent lưới này ra khỏi cái đường thở của bệnh nhân qua cái lỗ mở, qua cái lỗ mở đó. Sau khi rút stent xong thì các đồng nghiệp nhìn trong cái đường thở của bệnh nhân nhìn thấy khủng khiếp không ạ? tức là tổ chức hạt và đây vẫn còn một cái miếng gọi là sắt kim loại của một phần của stent nó vẫn còn ở đây và chúng tôi sẽ đã phải nội soi rút ra rút ra xong rồi thì chúng tôi đặt và đặt stent vào cho bệnh nhân và chúng ta thấy rằng là gì ạ à, đường thở của bệnh nhân hoàn toàn là thông thoáng đúng không đấy thế thì giải quyết được cho bệnh nhân rất là triệt đẻ thì đấy là cái ca lâm sàng thứ tư à, ca lâm sàng thứ năm thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam 34 tuổi và bệnh nhân này bị chấn thương sọ so não phải mổ mở phải mổ uh, giải áp và đồng thời là mở, mở hộp sọ. Sau phẫu thuật thì bệnh nhân có tình trạng hẹp khí quản và vẫn phải cố định cột sống cổ theo tay biến. Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đây cái sọ của bệnh nhân đây thì đã vô lê sọ và cái khoảng sọ này vẫn chưa được lấp lại. Thế và cái cột sống cổ thì vì cái chấn thương cả cột sống cho nên chúng ta thấy rằng là gì ạ? cái ngửa cổ của bệnh nhân rất khó khăn và đúng vậy do vậy chúng tôi phải quyết định là sẽ đặt độ đặt cái ống cứng này qua cái lỗ mở khí quản này Đấy và khi mà đặt như vậy thì chúng tôi tiếp cận được cái vị trí hẹp các đồng nghiệp có thể thấy vị trí hẹp đây không ạ à, vị trí hẹp kiểu rất rất là nặng như thế này thế và sau khi mà à, tiếp cận được vị trí tổn thương chúng tôi đốt điện và chúng tôi nong bóng sau đó thì đặt stent lại cho bệnh nhân và đây là cái kết quả cái cái đường thở của bệnh nhân sau khi đặt stent thì đấy là cho cái kết quả rất là tốt tôi xin có hai cái điểm kết luận sau đây điểm kết luận thứ nhất đó là hẹp khí quản thì là một cái bệnh mà rất là khó điều trị à, có thể là thậm chí còn chẩn đoán nhầm và điều trị theo hướng siêu bi hoặc là hèn trước đó và bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ các cái phương pháp tiếp cận mà đa chuyên khoa trong đó có góc nhìn của các bác sĩ về tai mũi họng có góc nhìn của các bác sĩ chuyên khoa về hô hấp và đặc biệt là nội soi can thiệp cũng như là các thầy thuốc ngoại khoa để đưa ra cái giải pháp tối ưu nhất nội soi can thiệp thì cùng với các cái giải pháp đó là đốt điện đông cao tần nong bóng đặt stent sẽ mang lại kết quả thành công lâu dài cho bệnh nhân xe hẹp khí quản nói chung thì phần trình bày của tôi đến hết xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.